nói anh đang nghe đây. Ô hay tắt máy đi, tôi bảo. Đã bảo nghe, cứ nói anh đang nghe đây. Buồn cười quá chẳng. Tắt máy đi. Vô vẻ, vô vẻ. Có điều gì thế? Cái sổ chi thu tháng này đâu, bỏ đây tôi xem. Đây, tôi kéo đây. Đâu? Đây. Đầu rau thịt rồi tiền điện, tiền ga, tiền nước có đầy đủ hóa đơn không? Gấp tất cả trong này. À. Tốn kém quá. Đấy, tháng trước ấy, tôi lại mất ban cái khoản tiền và cái tiền là tài trợ nhà thơ giỏ thôi của ông ấy. Cho nên là tháng này tôi quyết định tôi sẽ giảm bớt tất cả các khẩu phần để tôi bù vào cái số tiền tôi bị lỗ. Giảm bớt được thế nào, lại cắt ngân sách một lần nữa à? Có nghĩa là bây giờ mình sẽ chi tiêu ít đi, giảm tất cả các khẩu phần ăn đi. Thịt giảm xuống, tăng rau lên, không đun ga nữa, rõ chưa? Đun ga thì đun cái gì? Than tổ ong. Và bây giờ đặc biệt đó, tôi cấm nhé, không được chơi game nữa, rõ chưa? Thì anh không chơi game thì bây giờ anh biết làm cái gì? Đập nhóm lò, ba xô sang nhà hàng xóm xin nước giếng về mà đun. Tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiết kiệm cho tôi. Thôi tôi không nói nhiều lời nữa, mới cho ông nó đi lại như thế, cái bụng của ông nó mới thon lại. Rồi xem nào, đấy, cái bụng đấy. Dạo này á, hơi thổ ra rồi đấy. Đấy, tôi phải thổ, nhớ đấy. Làm đi. Này. Em của anh cá hình phun vào cổ em đâu hay đã biến mất rồi. Anh vừa bảo ai là không có khổ đấy, anh bảo ai là thân hình dung vào, ý anh nói tôi là béo quá chứ gì? Thì em, anh đang sáng tác mà em làm anh mất cả hứng. Tôi là gì mấy cái trò sỏ xiên thơ văn của anh nữa. Đúng là đổ nội chứ. Ôi, phá cái này. Ôi, chịu được, đi ra đây. Ra đây. Con Bằng. Con Bằng ơi. Ôi, sao bác lại làm thế? Em đang sáng tác của con ú chú chuột. Em lại sáng tác cái nào được? Này, bác đừng có mà để phục vụ lâu nhớ dài nhá. Chuyện cũ nó qua rồi, bác đã hòa giải, cái bác cũng đã hòa giải rồi. Thế mà bác còn để phục nó sao mà bác hẹn thế? Hay nhỉ, tôi bớt lò bên nhà tôi. Bớt lò bên nhà các về đâu mà các về có ý kiến nhỉ? Này, bác bớt lò bên nhà bác mà khói nó bay sang nhà tôi, hiểu chưa? Bác có mỗi tình cảm láng giềng ư? Tinh thần nhân đạo, chủ nghĩa nhân văn bác để đâu? Tôi nói tôi chỉ biết nhá, khói nó bay đâu là quyền ở khói. Tôi làm sao mà điều khiển được hướng bay của khói? Nhân văn mới là nhân đạo cái gì? Con khỉ ấy. Bác không nghĩ đến tình cảm là sống nên láng giềng à? Này, bác đừng có dở cái trò chí mèo ra nhá. Bác quạt như thế, gió hướng nào thì nó bay ở hướng đấy. Trời ơi, khói có phải chịu được cái chuyện là muốn chiến tranh được không? Nó muốn gây nổ cái này không? Tôi nói cô biết nhá, ai muốn chiến tranh trước, ai quăng lòng lợn thiêu thối sang nhà tôi, ai gây chuyện trước? Này thì ai vứt rác sang bên nhà tôi, ai lớn chiến thắng là nhà tôi? Nhà thơ của tôi, nhà thơ đau lắm được không? Bây giờ rồi, này, than bén rồi, hết thấy khói rồi, về. Tất cả chỉ vì tập thơ giờ hơi một nóng mà ta mới bị cắt giảm ngân sách. Thôi được rồi, ta sẽ có cách. Xào lên để móc dây câu điện, rồi ta lại đặt xuống, để mai ta lại cầm xào lên. Thơ của mình cũng hay đấy, kém gì thơ của nhà thơ Thanh Dương nhỉ? Ôi trời ơi, ông làm gì thế kia hả? Anh đang hút hồn. Cái gì? Đấy rồi ơi, tại sao ông lại bật quạt thế này hả? Trời ơi, ông bật quạt làm gì? Ông không biết là điện của tôi tốn lắm hả? Trời ơi, sao mà làm dùng nhiều thứ thế?
còn đang linh cả nồi xương chân giò mà biết điện thế này, xin à. Chung được thoải mái. Ôi ông dám hả? Ông dám dám chơi tôi đấy hả? Ông định cướp sổ môi gan tôi ra đấy hả? Tôi đã cấm ông sử dụng điện rồi, tại sao lại dám hả? Bình tĩnh, để nói cho mà nghe. Bình tĩnh là thế nào hả? Mình dùng thoải mái thế này nhưng mà phi không mất một đồng xu nào cả. Tại sao phi? Tại sao lại không có một xu? Bao nhiêu điện của tôi tại sao lại không có hả? Cái gì? Móc cái gì hả? Móc ở đâu? Ở đâu? Móc. Thế chứ? Anh cắt điện à? Không, anh không ăn cắt. Anh đòi lại tất cả những cái gì của chúng mình đã mất. Em trả mất hơn 2 triệu với cái tập hơi trở hơi của nó là gì đấy? Mình phải đòi lại chứ. Đúng. Nghĩ về cái chuyện này em vẫn cứu lắm đó. Đúng là do em vậy. Hay là có ma? Kìa gió rít kêu gào khóc lóc, hay quỷ thần réo gọi hồn ma? Rõ người ạ, nhà mình gần thì có ma. Mà công tơ mà cứ quay ngược quay xuôi như thế thì khéo công tơ hỏng ấy. Hay là sao? Có kẻ ăn cắp điện. Có kẻ ăn cắp điện? Ăn cắp điện. Ai? Tôi mang đi kiểm tra. Anh đeo cái này tối qua anh không nhìn thấy gì cả. Bỏ cái mặt nạ ra. Ừ, đoạn đi. Rồi. Em ơi, anh phát hiện ra rồi. Xin hắn kia kìa. Đây. Thấy không? Rồi. Để em xử lý em cho nó giật. Mày ơi, mày cái này
nghe cái đó phải được, những 500 ngàn là do bà ăn cắp, hiểu chưa? Cái gì? Ai ăn cắp? Tôi mà thèm ăn cắp hả? Bằng chứng đâu? Này, đừng có mà giả mồm nhá. Bằng chứng đây này, bằng chứng trên này, đây, đây, nhìn đây. Này, tôi còn bị điện 500 kV giật đấy kìa. Anh đừng lo mồm lo nắp giải nhá. 500 kV mà giật nhưng mà thành đi hoàn vũ từ lâu rồi. Đừng ăn bà, đừng có mà ăn vạ nhá. Mà tôi hỏi ông bà nhá, chứ còn cái tiền mà tôi tài trợ cho tập thơ đâu hả? Đâu? Tôi giả đây nhanh lên. Đấy là làm ăn. Lời ăn lỗ chịu, tôi xin giải gì? Cái này, cái con trông tôi không giả đấy, bây giờ giả nhá. Tôi sẽ kiện, được. Tôi sẽ kiện đấy. Đi mà kiện. Chất tâm. Chuyện riêng của nhà các người, chúng tôi không can thiệp. Nhưng chuyện riêng của nhà các người, mà ảnh hưởng đến trật tự chung, chúng tôi can thiệp. Gia đình nhà anh Lòng mắc điện nhà anh Dương. Không có từ đâu. Nhân danh phó ban hòa giải, phó ban trật tự, tôi giải quyết như sau. Công tơ của nhà anh Bằng mang sang nhà anh Dương. Công tơ của nhà anh Dương mang sang nhà anh Bằng. Các người không đồng ý thế cái gì? Tôi giải quyết. Công tơ của nhà anh Bằng, anh Bằng cứ sử dụng. Công tơ của nhà anh Dương, anh Dương cứ sử dụng. Mới với những tôn dưỡng đặc biệt và vai trái cho phút vừa sạch đầu vừa ấm mượt lòng lạnh, đặc trú phù hợp cho dầu gội trị đầu. Bondita gel tươi sống. Sữa tươi Bondita đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cuộc sống tươi vui. Bondita chào cuộc sống. Bondita, sản phẩm chất lượng của Elovi. Lần đầu tiên, con giác khai thác nguồn dưỡng chất quý giá nổi tiếng của cao ông tự nhiên để tạo nên một loại kem trong vàng ống the mát. Con giác cao ông mới răng chắc hơn, nếu khỏe hơn. Với 100% sữa bò tươi nguyên chất cho con bạn nguồn năng lượng trong mọi hoạt động hàng ngày, giúp bé ngủ ngon, kích thích hormone mừng tăng trưởng. Sữa tươi Milk, năng lượng cho thế hệ vượt trội. Đã giấy bớt đi, hân hạnh tài trợ chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của con người, những mối quan hệ vô cùng phong phú và đa dạng. Nhưng có lẽ, mối quan hệ với những người hàng xóm láng giềng luôn được mọi người coi trọng. Từ xa xưa, cha ông của chúng ta đã có câu, bán ông em xa, mua láng giềng gần. Và thực tế đã chứng minh rằng thật cần thiết và quý báu biết bao khi bên cạnh chúng ta có những người hàng xóm tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ với chúng ta khi có cơm, có việc. Tuy nhiên, trong thực tế chúng ta cũng thấy một điều rằng, cuộc sống càng phát triển, con người càng bận rộn, thì dường như tình cảm hàng xóm láng giềng càng ngày càng phai nhạt. Thậm chí có những người ở sát cạnh nhà nhau mà còn không biết hết tên tuổi của người hàng xóm của mình như thế nào. Nói về chủ đề này, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn ông Phóng Văn Tình, tổ trưởng dân phố. Làm xóm xôn xao làm văn hóa, tuyên truyền, việc của tôi là tuyên truyền. Trước hết là tôi muốn được hỏi là cái quan niệm của anh và cái suy nghĩ của anh về láng giềng hàng xóm là như thế nào ạ? Ngày xưa các cụ nhà ta là cứ nhìn cảnh vật là ví von rồi. Nhưng các bác biết đấy, láng giềng là tức là bụi láng với bụi giềng bao giờ nó chồng gần nhau, nó tạo nên cái sự khăng khít. Nhưng mà khổ nỗi là từ ngày anh giềng là được chạy xô toàn vào quán thịt chó. Thế là anh láng ở nhà lủi thủi một mình. Quanh năm ngày tháng mới họa trăng thì có anh nào anh ấy gây chân, anh ấy bó bột, anh đến anh ấy nhờ vả. Thế là cuối cùng gây ra mâu thuẫn thì người ta gọi là láng giềng.
Thật là tôi hơi bất ngờ khi nghe một cái định nghĩa rất là thú vị về láng giềng. Chưa bao giờ nghe thấy một cái định nghĩa như vậy. Chúng tôi được biết là anh đã vừa đi báo cáo điển hình tại một hội nghị về công tác xây dựng tổ dân phố đoàn kết và văn hóa, đúng không ạ? Vâng, nói chung hôm nay rất là vui. Cả hội trường là cãi nhau quên. Cả hội trường là vỗ tay đứng đảo luôn. Vậy thì cá nhân anh thì anh mang những cái gì, những thành tích nào của anh hoặc là của khu phố của anh đến với hội nghị đó ạ? Này, cái được nhất của tôi là tôi báo cáo được hai điển hình gia đình văn hóa ở trong hội nghị. Vậy thì nếu anh không ngại, anh có thể kể cho chúng tôi nghe về những gia đình như thế nào đúng không ạ? Bởi tôi cho là sẽ có rất nhiều điều chúng tôi có thể học hỏi và chia sẻ với nhau. Trước khi tôi mời quý vị đến cái cụm dân cư của chúng tôi xin đọc một bài thơ này. Láng giềng là láng giềng gần, khi xa thì thiếu mà khi gần thì dư. Việc công cho tế việc tư, xin các bác là xem thực hư như thế nào. Đầu hàng nóng giang thế này. Điều hòa mày này, thế làm ăn kiểu đấy hả? Đồ vô văn hóa, đồ bao que, đồ sổ lá. Rồi biết rồi. Này ông vừa bảo ai là đồ sổ lá bao que đấy hả? Còn ai nữa? Ai? Nhà lão Bảo chứ còn ai nữa? Làm sao? Sao cái gì? Bà nhìn đi. Đây này, bà ra đây bà nhìn đi. Đấy, thấy chưa? Ông bị điên à? Sao thế trời? Người ta cười thích cho mình, đó phải cười thích sao? Nhức cho mình. Bà biết đấy là cái gì? Cái gì? Nó đang chơi khăm nhà mình đấy, bà không biết à? Khăm cái gì? Khăm cái gì nữa, bà nhìn xem, đấy nhá. Bà biết cái nước kia là nước gì không? Nước gì? Nước đấy là nước thải của điều hòa. Mà bà biết nước thải là cái gì không? Không. Là những thứ ô uế, là chất phế thải. Thế à? Nó tán sang nhà mình, nó bắt cho mình phải chịu. Ừ. Sao mà kiểu thế nhỉ? À. Còn cái thứ hai, bà xem, đấy. À. Nghĩu nghẹn cái nhà 4-5 tầng. Ừ. Xong bây giờ lại lù lù cái điều hòa như cái kia nữa. À, bà thấy chưa? Ý là nó bảo nhà nó sang, nhà nó giàu. Còn nhà mình nghèo hèn, không có tiền, hiểu chưa? Thôi rồi, lần này nhà mình mua một cái điều hòa to hơn nhà nó, cho nó biết tay. Điều hòa to hơn, tiền đâu ra mua điều hòa to hơn? Bây giờ tôi với bà tìm bằng được miếng mà đáp trả nhà đó. Ông định tính cách gì? Miếng gì? Để tôi bảo nhá. Ừ. Mục đích nhà nó lắp điều hòa để cho nó đóng kín cửa ra, chúng nó yên tĩnh, nó hướng ý, nó ngủ với nhau. Ừ. Bây giờ tôi với bà phá bằng được cái giấc ngủ nhà nó, hiểu chưa? Rồi. Thế bây giờ ông làm nào? Thấy chưa? Nghe thấy chưa? Con chó nhà nó đó. Bây giờ tôi nhiệm vụ phải làm sao cho con chó đấy nó sủa ẩu lên. Tôi phá không cho con chó nhé. Nghe bố nhé. Ông
không phải làm cái gì hết. Thôi ta lên phòng lạnh ngủ tiếp em ơi. Phải chăng đây là một trong những điều tốt đẹp mà họ dành cho nhau đấy ạ? Tổ tôi là đưa ông Tiện ra để họp với Bình, nhưng mà cuối cùng bàn đi tính lại thế nào này, đưa ông Tiện ra để tuyên dương. Bởi vì chính ông là người đi đầu trong cái việc làm an ninh trật tự ở khu phố đấy. Từ ngày ông chó thì ông, thế là mọi người cứ sủa cái là thức 24/24. Và vì vậy là trộm chả có thêm một tí thời gian nào để mà hành động nữa, đúng không ạ? Trộm thứ rồi. Vâng, đúng là đấy cũng là một cái cách cũng tốt đấy chứ, đúng không ạ? Vâng. Thế nhưng mà tôi cũng có một cái điều băn khoăn tôi muốn hỏi là, thế sau khi mà cái con chó được tháo xuất ra đấy ạ, thì cuối cùng thì quan hệ giữa hai gia đình như nào, có điều gì xảy ra không ạ? Không, không, không xảy ra một vấn đề gì. Đáng nhẽ là ông Tiện có quyền kiện con chó nhà ông Bảo là tương một phát được mặt đấy. Nhưng cuối cùng thế nào lại ông Tiện lại ý không nói gì. Và thế là hai gia đình giàn hòa và bây giờ hai nhà như một. Mà quý vị muốn là hai gia đình bây giờ sống thuận hòa như thế nào thì mời quý vị lại đi tiếp cùng tôi đến nhà hai gia đình này. Cao tường có ai ra vào đâu? Chắc chắn có thằng nào vứt gà vào mình. Trông được. Em trông hộ con gái. Cái gì? Chân con gà có vết vùi trắng gì? Vùi trắng thì làm sao? Vùi trắng có nghĩa là con này nó qua kiểm dịch rồi. Ừ. Chắc chắn là bị cúm rồi. H12N6 rồi. Chắc là dịch cúm rồi. Em ơi, em sức dài vai rộng, em cầm con gà em vứt hộ anh cái. Em vứt hộ anh cái. Anh nói bây giờ em nói gì thế nào? Nào, con chăm cha không bậc đạo chăm ông. Bây giờ ông có mệnh hệ gì thì tôi sẽ chăm ông, có phải không nào? Đấy, cái nào có đúng không? Hả? Tốt hả? Tốt. Quá tốt. Càng ở lâu mới thấy cái tốt của bạn. Còn cái này nữa. Còn cái này. Anh nói cái này chắc là chính xác. Như thế nào? Bây giờ cái này, em cầm con gà em vứt hộ anh, nếu như không may em có mệnh hệ gì thì đã còn có anh, đúng không? Anh sẽ kiếm tiền trước khi về hưu để nuôi các con lớn. Không, em vứt hộ anh. Trời ơi, trời ơi, cả đời nhà mình ăn ở hiền lành là thế, thế mà bây giờ lại còn đưa vứt gà ra nhà mình để nhà mình bị nhiễm bệnh. Chắc là nó có gì tư thủ với nhà mình đây. Trời ơi, nó bị ốc rồi. Đúng rồi, chính xác rồi, 100% rồi. 100% cái gì? 100% cái gì? Chỉ có thằng nhà Thiện Thủy. Thằng Thiện hàng xóm này. Ý ông nói là nó vứt gà sang nhà mình cũng là gì đó. Mà đúng rồi nhá, tôi thấy nhà nó nuôi gà nhá, tôi thấy nhà nó mua gà nhá, nhà nó nuôi gà nhá. Ừ. Ông vứt gà. Mày em biết không? Cái gì? Nó ghen ăn chức ở bên nhà mình rồi. Sao từ khi mình mua cái điều hòa nhiệt độ đấy, hai vợ chồng mình lúc nào cũng phấn khởi nhà với nhau, không ghen ăn tức ở.
Ôi mày ngó sang anh thấy nó đứng ở cửa, nó nhìn lên. Nó nhìn cái gì? Nó nhìn lên là mình lên cái điều hòa nhiệt độ ấy. Mặt nó đầm thối. Nó thở dài phun phun. Chính xác rồi. Chính xác 100%. Nhà thằng Thiên Phủ vứt. Ông thả lại sang. Thả lại cái nào? Nó thả sang nhà mình, bây giờ mình thả lại chứ làm sao? Được rồi, lấy ra cái bài trả lại tiền cho em. Bà vào đấy. Thằng Thiên Khỉ này, dám chơi văn bào đại nhân. Mày lấy được siêu. Thằng nhà đó cho tôi. Nào. Từ từ. Đánh lên. Từ từ đã. Đẩy bài. Mạnh đi. Đi khuẩn nó lên nữa. Tiền ơi, ông Tiền. Hải ơi, à bảo ơi mà. Ê, cảm ơn, có khỏe không? Vâng, em bình thường. Nga đẹp nha. Đâu nhà em vẫn thế. Ôi dồi, sao mặt mũi nào đấy? Em sao vừa đi nghĩ viện đục mũi à? Không, em đục xóa. Mấy hôm thay đổi thời tiết khó chịu quá. Thế bác vừa tắm ra mùi thơm thế. Thường thôi, nước hoa chuyên dùng của ngoại mà. À này, cậu vào trong nhà lấy cho tớ một cưa. Cưa ạ? Vâng, có ngay. Bác cứ vào trong nhà. Uống chén nước đã lâu lắm rồi không? Thôi. Tớ ở đây thì tớ ngó cái cửa. Không có chó nó sỏng ra chứ. Ở đấy. Nó đi chuyện chó nó sửa phía ra. Sao thế? Mới vào đầu hè. Sao lắm chó dại ấy. Thế ạ? Hôm vừa rồi nhá, ở phường bên ấy, có một ông bị chó dại cắn, xù vào mép, đi rồi đấy, đi luôn rồi đấy, chết thật, con chó mà tớ lại quên, chưa tiêm phòng dại. Này, bác vào này, hả? Em hỏi thăm tí nhất, thế dạo này nó khỏe không? Ai khỏe? Con chó nhà bác ấy. Con chó nhà tớ? Vâng, dạ. Này nhá. Chúc anh em hàng xóm với nhau. Vâng. Gọi là bán anh em sang mua láng giềng gần đúng không? Vâng. Tối qua anh cậu như là anh em được chị đúng không? Rồi, có chuyện gì? Có chuyện gì? Chuyện gì đâu, chuyện này, tớ nói cậu giữ bí mật nhá. Vâng. Con chó là tớ mấy hôm vừa rồi, nó cứ nằm lừa một chỗ ấy. Nó chả chịu ăn chịu uống gì cả. Này, mà nước dãi nước mướn nó sùi ra hàng đống ấy. Ôi dồi ôi, sao lúc nãy em thấy đó? Tớ nghi là con chó nhà tớ là dính bệnh dại nữa. Ôi dồi ôi. Ủa, thế sao bác không đưa em lên trên trạm thú y để mà đưa ai cần? Ủa, bác đưa cái con chó nhà bác lên trạm thú y mà chữa cho nó. Đáng lắm cậu ạ. Nó đã dính bệnh rồi, chỉ muốn cái chữa vội thôi. Tớ chỉ có sợ là không may con chó nhà tớ nó đọt vào mặt thằng nào thì tớ ân hận suốt đời. Chết cha tôi rồi. Sao đấy? Chết gì đấy? Không, bác bảo này. Hả? Nga, thế không, từ đấy giờ là anh em mình đang nói chuyện cưa cơ mà sao tự nhiên lại bừa sang chó nhỉ? Thế để em bảo em vào lấy tôi mà đi cưa cái nhá. Vâng. Cảm ơn nhá. Biết thế nào là văn bào tiên sinh chưa? Để nó không dùng, nó hơi dỉ một tí. Không, cưa này dùng tốt. Tao này nhá. Vâng. À này, dạ. Tôi bảo này, tốt nhất để cho cẩn thận này, cậu ấy phải đi tiêm phòng dại đi. Đấy là chơi hai mũi không? Nhưng em đi đục xoan thì em có phải là bị chó cắn đâu. À, rồi. Đục xoan đúng một khi là đúng bán đi chơi. Chắc ăn là cứ phải đi tiêm phòng này. Tao này nhá. Vâng. Bỏ ăn mấy ngày hôm nay thế nào, có ổn không? Ổn quá chứ lại. Anh đã nhúng vào việc gì ở đâu vào đấy luôn. Em thấy không? Nó nha, lén lút vứt gà sang nhà mình. Đằng này mình đang hoang chứng chặt mang gà sang nhà nó mà nó lại không biết gì. Đây, thằng này nha, nghĩ điều này thôi, sáng mai là thành chó dại. Nó không thành chó dại thì cũng bạc nửa đầu. Này, mũi ông có đèn thối thế? Lão bảo lão ấy vừa nói gì ông à? Rồi bà ơi. Hả? Tôi sắp đi rồi. Ông Hải, đi đâu? Đi bắt điển. Làm gì? Rồi ơi.
Con chó nhà tay Bảo nó cắn tôi đây này, nó lăn ra ốm rồi, nó sắp dại rồi, dãi sờn cho cả đống. Trời ơi, tôi sắp đi rồi. Đấy ạ, bây giờ ông bảo hóa giải tôi đấy. Để giải có một mình, làm sao tôi đối trợ được cái gia đình chảo quyết được rồi ấy là tôi. Mà tôi mới sắp giải thôi. Đấy, tôi không biết. Chưa, bỏ tôi ra. Tôi khổ thế này là tôi ấy là tôi. Alo, alo, cụ dân cư số 3 xin thông báo. Phường vừa mở một chiến dịch diệt gà để phòng dịch cúm gia cầm. Các gia đình nào có gà, cả gà sống lẫn gà chết, đều phải tự động đem nộp để tiêu hủy. Mỗi con gà sẽ được nhận một số tiền trị giá 50.000 đồng. Alo, alo, số 3 xin thông báo. 50.000? Thật lệ thì chưa, mỗi con gà là 50.000. Mỗi con gà 50.000? Chị đại ông, sao cái loa phường không thông báo sớm nhỉ? Ai đừng nói như ông, thông báo sớm thì tội nào nó mất cả nhà mình. Canh thật, mình có thể mất không hơn 50.000 luôn. Thôi, thế là xong. Tưởng cho nhà nó ngửi mùi gà chết, hóa ra bây giờ là không được, biếu không nó cũng 50.000 rồi. Nó bây giờ vợ chồng nó chuẩn bị đi đến tường cũng nên, chứ còn gì nữa. Ông mang sang trả lại nó được. Bây giờ ông cũng phải sang ông lấy lại được cho tôi. Ông mà không lấy được về thì ông được có trách. Làm gì mà cứ cổ nó thế. Bà nói một cười cái gì? Tới giờ nãy mình mang gà sang nhà nó, mình lấy thuế mượn cưa. Bây giờ mình muốn lấy lại con gà, mình lại lấy thuế giả cưa. Cảm ý cảm liền. Tự nhiên nếu không người ta 50.000. Tại thế nào? Sao tại ông như thế lắm một nữa. Bây giờ này, nghĩ bằng được cách tôi với bà sang giật lại con gà chết. Đi Tôi mang đi vứt nhân diện ra sao ngủ cái kia nó gà thôi. Nhưng mà không em trình bày bác cái này. Gà này là gà nhà em. Con mèo nhà em nó chẳng may nó đập phải cái xong rồi là chả biết nó tha đi đâu, hình như là nó nằm đâu trong góc vườn rồi. Đến bây giờ thì bác vứt cái gì đấy. Chúng người lớn với nhau bác, anh nói một cười. Không phải là một cười. Con gà này gà của tôi. Không khổ. Tôi là tôi mang nó sang, sợ cái mùi nó chết, bác muốn bác. Tôi đi giấu một gốc cây. Sao đây sao? Không cần biết nhưng mà em nói bác nghe, con gà này nằm trên lãnh thổ nhà em thì nó phải là của nhà em. Ơ thế con bác đã dọn thì lại. Ôi mình đừng làm thế. Ôi trời cơ mà không làm ăn cửa hết được bác ơi. Bác ơi. Tất cả dừng lại, có chuyện gì đây? Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chú nghe tôi nói, im. Để im tôi nói. Để tôi nói. Tôi nói. Im tôi nói. Đây có chú Vượng nhá. Tổ trưởng tổ về đút xe nhá. Về đút xe. Về đút xe. Về đút xe. Về đút xe. Con gà này là của nhà tôi. Con gà này là nhà tôi. Gốc đất cổ con gà này. Đúng rồi, là gà nhà tôi. Gà nhà tôi. Nó chết. Chút nghe là tôi. Gà nhà này nhà tôi. Thì ông này sang giả vô giả. Con lưu nhà tôi nó tha ở đâu vậy? Lưu nhà tôi. Con
đình đều nhận. Tóm lại con gà này là con gà của nhà tôi. Wow. Wow. Đi nghe tôi vừa chứ. Tôi nói cho mà biết là bà chỉ ai đây. Thôi, kể tôi nói. Con gà bé nó là 50.000 chuộng. Vấn đề là 50.000 chuộng. Đúng không? 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 Đúng chúng ta không biết nên tính toán thế nào rồi. Rồi, không sao. Lên đường luôn. Còn gần chưa 4 giờ. Chữa mẹ là tốt nhất. Thưa anh, với như cái gia đình của ông Đào, ông Tiện như vậy, với tất cả những gì họ làm như vậy, thế mà anh vẫn viết một bản báo cáo thành tích điển hình. Chắc là trong quá trình soạn thảo báo cáo anh phải công phu lắm nhỉ, anh phải nghĩ nhiều lắm nữa, phải nặng ra rất nhiều mới vẽ ra được cái bản thành tích đấy chứ, đúng không ạ? Riêng cái thành tích báo cáo này là tôi đã phải lao tâm khổ tứ, bao nhiêu đêm là tôi quên ăn quên ngủ. Mà tôi nói thật với chị là báo cáo xong là vẫn là chưa đủ đâu, người ta còn về thẩm tra đi thẩm tra lại. Mà tôi đầu tư cho gia đình, hai cái gia đình này rất là nhiều và mất rất nhiều. Giờ muốn thơ nhất thủ thể như thế nào thì mời tất cả quý vị và chị chúng ta lại xem thực hư của đoàn kết như thế nào. Vâng, vậy chúng ta sẽ gặp lại gia đình ông bà ông Tiện. Tôi dặn dò hai ông đây. Vâng. Hôm nay là có đoàn sát hạch về để kiểm tra trước khi quyết định trao bằng văn hóa cho nhà ông. Rồi. Hai ông phải hết sức để cố gắng. Rồi, để tôi hỏi bác là bây giờ khi mà đoàn sát hạch người ta đến ấy, thì là cụ thể là chúng tôi phải làm những cái việc gì? Người có văn hóa là người biết nhận khuyết điểm và tự phê bình, đó là cách ứng xử của người có văn hóa. Rồi, có nghĩa là mình cứ phải nhận khuyết điểm. À, rồi, cứ nhận khuyết điểm. Nhận nhiều khuyết điểm là được cái gì? Càng nhiều càng tốt. Ví dụ mà mình có ít khuyết điểm thôi, nhưng mà mình đi mình vơ của người khác vào có được không? Mình cứ vơ vô tư. À thế được không? Bảo ơi, cái ông nhỏ hơn nó bắt tay cả. Bắt tay nhau. Đoàn hình như là sắp về rồi đấy. Cái chuyện thông suốt về 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 đả thông tư tưởng nhá. Rồi rồi. Tôi không rồi. Rồi. Còn riêng bắt tay nhá, không bao giờ tôi bắt tay những cái loại vô văn hóa này nhá. Quá. Không bảo ai vô văn hóa đấy. Tôi bảo ông đấy. Bắt thì bắt giải quyết thế nào? Bắt được sao? Được chưa? Thôi thì tốt nhất là hai ông bắt tay một cặp. Chị đi chậm chậm như vậy, như chị thế này ngã này khóc. Em tin rằng là đúng dạ. Dạ vâng. Dạ xin tự giới thiệu với chị Bồi Thu, đây là anh Cỏ Đào. Dạ đây là chị Bồi Thu. Bồi Thu à, giới thiệu chị bạn là giới thiệu em là Tiện cũng mộ cư dân cư số 3. Thế ra hai anh đây là được đề nghị xét gia đình văn hóa đợt này. Dạ, đúng rồi. Trước hết tôi yêu cầu hai anh tự nhận xét về gia đình mình, sau đó thì nhận xét về gia đình nhau với tư cách là người hàng xóm. Kiểm tra chéo đấy ạ. Thì bỏ lại bán ăn năm xa mua lắm thì gặp nhau. Đúng, đúng. Tôi mới có thiện đây là tối lửa tắt đèn có nhau luôn nghe. Rồi, đừng đừng. À, chị ạ, mà việc gì của nhà bác Tiện đấy, tôi cũng đúng rồi nào. Và việc gì nhà tôi, ông này cũng chúi mũi vào. Đó. Báo cáo chị Bội, chị Bội Thu. Dạ, báo cáo chị thế này. Dạ, đúng ạ, như anh Bảo vừa nói, tức là chúng em là hàng xóm sát vách cũng như nhắc ý. Dạ, có một hôm em đang dình ở bên nhà, em thấy vợ chồng bác ấy đang chuẩn bị đóng cửa tự bảo nhau ấy. Thế cho nên là em sang em dình. Em nhòm qua lỗ khóa. Em đúng lúc em nhòm qua lỗ khóa thì em nhìn thấy bác gái đang nhảy lên. Rất tốt, rất tốt. Ông người tin ngồi một chỗ đi, em chạy em chân đi lại thì người ta xéo rồi ấy. Thì đúng lúc ấy em đặt cửa em xông vào đấy, cũng nhờ cái việc mà cứ nhúng mũi vào việc hàng xóm mà em chặn ngay được một vụ huyết chiến với hai vợ chồng nhá. Đấy là một việc tốt. À, đâu còn chưa ạ? Thế này, tôi thì có vài cái khuyết điểm gọi là lẻ tẻ thôi. À, thỉnh thoảng tôi có... Ý là tôi nói, này, thỉnh thoảng là tôi cũng có vứt những cái thứ rác bẩn hoặc là những đồ ăn thừa, thí dụ là lòng phiu này, dạ dày thối này. Đúng rồi, tôi không ăn được, tôi bùn sang một tí nhà bác. Để nhà bác có coi thế là đầu tư lại, sản xuất lại. Quả thật, nói ra ngại lắm. Anh cứ nói. Dạ, em bận lắm. Chính tay em
tháo cái xích chó để con chó lùn em nó ra đỏ đúng lỗ mất này. Các anh cứ phát biểu. Hóa ra là chính ông là mở cái xích để cho con chó nó ra nó đột vào mặt tôi à? Đúng rồi. Thế này khi nó đùa cái hàng xóm láng giềng với nhau làm sao mà ông cạn tình giáo máng xong khốn nạn mà ông lại đê tiện đấy hả? Ông má tôi đấy hả? Ông làm chó bao nhiêu rồi không? À đi, ông hỏi này này này. Sao ông hỏi anh? Ông hỏi cái đánh mà thẳng mặt tôi hay sao? Nó không. Đây là hai ông mà ông nói là dân văn hóa mà đấy ông giờ rất tối văn hóa rồi đấy chị xem nhá văn hóa báo cáo với chị là khuyết điểm của tôi thì nhiều lắm ạ. Dạ còn rất nhiều khuyết điểm khác, tôi nói ví dụ như là cái vụ con gà đấy, chả có con mèo nào đẹp đâu, chết dịch đấy, chết dịch đấy, đáng nhẽ phải mang đi thiêu hủy ngay thì không mang, đem thì táng sang nhà ông Đào. Vứt sang nhà tôi, có nghĩa là ông để cho hai vợ chồng tôi lại đi vứt con gà. Đây mà ông nói là gia đình văn hóa. À, thì đúng rồi, tôi nhận tôi biết điểm mà chị. Thì em nhận đấy rồi. Thôi, thế thì tôi hiểu rồi. Chị hiểu rồi ạ. Có thể kết luận được rồi. Kết luận được. Thế là em là văn hóa đầu tiên chứ ạ? Cả hai anh đều xứng đáng. Ôi giời đấy. Giời tốt lắm, tốt đẹp. Đáng xứng đáng bị phạt 50.000 vì tội đã trêu chọc chó nhà ông Bảo làm mất giấc ngủ của người ta trong giờ giới nghiêm. Ôi giời. Phạt thêm 50.000 vì tội vứt rác sang nhà hàng xóm. Lại tổng cộng là 100.000 ngày thứ. Chưa hết. Còn ông Bảo em cũng bị phạt 50.000 vì tội đã thả chó ra để cắn trong tiệm. Phạt tiếp 50.000 vì lại ném trả lại rác sang nhà nữa. đừng vui mừng vội, cả hai anh đều được tặng thưởng danh hiệu gia đình thiếu văn hóa rồi. Và phạt thêm mỗi người 50.000 vì tội làm mất trật tự an ninh đường phố. Mời hai anh lên phường để nộp phạt. Và ghi nhớ về nhà suy nghĩ làm sao phấn đấu để trở thành gia đình văn hóa, hiểu chưa? Không, nhưng mà chị thôi chào các anh. Chị ơi, ông lừa chúng tôi lên đây, ông bảo là nhận khuyết điểm thật nhiều mà thì được gia đình văn hóa, thế đến bây giờ thì hóa ra ông lừa chúng tôi à? Đâu mà lừa, các anh mà chạy theo bà đấy, có tan xin này nghỉ bà ấy thì bà ấy chăm chút cho. Chăm chút rồi, này, bây giờ chạy theo ở xin đi. Bây giờ chạy theo bà đi, mau lên, mau lên, không có làm nào đâu, mau lên, nhanh lên, khổ lắm. Chúng ta đã vừa theo dõi câu chuyện của một khu phố văn hóa và đoàn kết, nhưng thực tế thì không hề xảy ra như vậy. Đáng buồn là ông tổ trưởng dân phố chỉ vì bệnh thành tích mà đã cố tình lờ đi những sự thực không hay ở khu phố của mình. May rằng cuối cùng ông ta cũng nhận ra điều đó. Nhưng nếu như chúng ta thật sự mong muốn có được một tình cảm hàng xóm láng giềng tốt đẹp, chúng ta thật sự mong muốn có được một tình cảm thân thiết, tắt lửa tối đèn có nhau, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Chỉ cần mỗi người trong chúng ta có một tinh thần nhường nhịn, đùm bọc, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ luôn có được những tình cảm hàng xóm tốt đẹp như mong muốn của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay. Chương trình gặp nhau cuối tuần của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam do Diana tài trợ. Xin tạm biệt quý vị và các bạn.